Fan của Victiman tuyệt vời quá à. Victiman 6-1 trở lại. Yeah. Bye bye. Đối với Tiên, cái lợi lớn nhất đó chính là được đứng ở sân khấu như thế này. Anh nghĩ là cái sân khấu này chúng ta có thể nhìn thấy từ mặt trăng đó mọi người ạ. Xin chào Sài Gòn. Vietinbank và JX Media đã xác lập một kỷ lục mới của Việt Nam. Với Vietinbank, tôi nghĩ rằng sống là không chỉ tồn tại mà mình cần có lại ở sự thích nghi, sự thấu hiểu và sự đổi mới. Các bạn có sẵn sàng để sống một đời có lãi với Vietinbank chưa? Tôi đến đây để hưởng ké sự may mắn từ một lời chúc rất tuyệt vời của Vietinbank là sống một đời có lãi. Tôi sẽ nhớ mãi chương trình đêm nay. Hãy vỗ tay thật lớn cho những người tổ chức chương trình này, Style Media.
đời cũng không có miễn trừ, là người quan sát không bao giờ có điểm mù. Mày bán đi cho trời, bán mặt cho đất, mẹ dạy đôi chân người lao động như con lắc. Và nếu có nhiều tiền con xài sắt sông môi, mọi cho các mẹ con đặt tên là song sắt. Vào đầu năm 2023 thì Vietinbank bắt đầu chiến dịch sống ở đời có lãi. Lãi không có nghĩa chỉ là những tiền tài vật chất, nó còn là những giá trị tinh thần, những giây phút thăng hoa chúng ta cảm thấy thực sự có lãi khi chúng ta làm những việc có ý nghĩa.